Nay là mình về đây tham quan cụ Lào Chàm. Thì hôm nay là ngày thứ hai. Thì đến đây mình thấy là con người ở đây rất là thân thiện. Thân thiện này, các bãi biển thì sạch đẹp, phong cảnh thì hoang sơ. Có dịp mình thích ở vài ngày không? Ở đây thì mình sẽ ở đây khoảng một tuần để mình tìm hiểu về cái vùng đất này. Vùng đất này thì khá là mới. Trước đây là mình đã từng đọc một cái tác phẩm về cù Lao Chàm của Nguyễn Mạnh Tuấn. Đấy, mình cũng đã từng lúc đó mình mới từng chừng 14-15 tuổi. Mình đã tìm hiểu về cái vùng đất này, nhưng mà thật là may mắn lại có duyên ngày hôm nay lại được đặt chân đến vùng đất mà trước đây mình cũng đã được làm quen qua cái clip. Dạ, thấy thực tế như thế nào? Thực tế thì trước đây mình đọc đó, trong cái tác phẩm ấy, cù Lao Chàm ấy, thì thấy rằng cuộc sống người dân ở đây lúc đó là mới giải phóng nên là rất là khó khăn. Chưa có điện, chưa có rất là thiếu thốn. Chưa có điện này, cuộc sống thì khó khăn này, chủ yếu là mưu sinh bằng đánh bắt ở ngoài, đánh bắt cá ở gần bờ. Đấy thì và lúc đó thì bão gió còn nhiều này, rồi là những cái ngôi nhà của người dân thì rất là đơn sơ, nên là ngày đó là người ta làm bằng lá chanh đó, lá chanh bằng chủ yếu là tận dụng những cái sản phẩm mà lấy ở trên núi chanh mai, lấy trên núi xuống. Thì ngày hôm nay sau gần 30 năm đặt chân lên cái vùng đất này thì mình thấy là nó thay ra đổi thịt rất là nhiều. Đấy. Và nhưng mà con người và tính cách con người vẫn còn giữ nguyên, rất là hiền hòa thân thiện. Đấy. Và người dân thì sẵn sàng là giúp đỡ mình, hướng dẫn mình để đi tham quan, đi du lịch và giới thiệu cho mình những cái cảnh đẹp ở cù Lao Chàm. Dạ. Hy vọng là mình sẽ còn nhiều lần nữa quay lại vùng đất mấy khách này. Dạ, sẽ gặp lại anh là trong những ngày sắp đến và ở lâu hơn nữa, sẽ sắp xếp thời gian nhiều ở lâu hơn nữa. Sương hồng đào chưa nhậm mà đã say, lời hát xưa nghe sao thấm đượm tình, sao xuyến trong tim mình, con chim cũng bay về đâu, nghe nặng tình sâu. Qua đây rồi thì chân bước không đành. Đường lên